Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Trâm của Châu Văn Văn, một bộ gồm 4 quyển. Nhân vật chính của Trâm là Hoàng Tử Hà, một nữ thần thám 17 tuổi vì các tội độc sát toàn gia, và cô ấy đã từ đất Thục, tức là thành đô bây giờ đó, ngược về Trường An để tìm cái cơ hội tra ra hung thủ thực sự đã sát hại gia đình mình. Và tại kinh đô Trường An thì cô đã có duyên gặp lại người yêu thanh mai trúc mã của mình là Vũ Tuyên, cũng như là người được hứa hôn với cô mà cô chưa từng gặp mặt là Vương Uẩn, với một cái thân phận hoàn toàn mới là hoạn quan Dương Sùng Cổ, thân tín của quỳ vương Lý Thư Bạch. Điều mình thích nhất ở trong bộ truyện này đó chính là cái tính hợp lý trong mối quan hệ của các nhân vật. Và hôm nay mình sẽ nói về quan hệ giữa Hoàng Tử Hà với ba cái nhân vật rất là gần gũi với cô, đó chính là quỳ vương Lý Thư Bạch, Vũ Tuyên và Vương Uẩn. Đầu tiên sẽ là Hoàng Tử Hà và quỳ vương Lý Thư Bạch. Hoàng Tử Hà vào được thành Trường An là nhờ vào sự giúp đỡ của một người tên là Trương Hằng Anh. Người này vốn chịu ơn cô và hiện tại đang nằm trong đội nghi trượng của phủ Quỳ. Nhưng mà xui một cái, điều này đã bị Quỳ vương Lý Tư Bạch phát hiện ra, và thế là Trương Hằng Anh bị đuổi khỏi phủ Quỳ. Còn Hoàng Tử Hà thì lại may mắn được trao cho một thân phận mới là hoạn quan Dương Sùng Cổ. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Hoàng Tử Hà lại quyết định nương tựa vào Quỳ vương, và tại sao Quỳ vương lại đồng ý giúp đỡ một tử tội giống như Hoàng Tử Hà, về phía Hoàng Tử Hà? Bởi vì thứ nhất, cô ấy là tội phạm đang bị truy nã, cho nên càng ít người biết thân phận của mình thì càng tốt. Mà Quỳ vương thì lỡ biết rồi, và hơn nữa Quỳ vương lại nắm trong tay binh quyền, xong rồi là còn quản đại lý tự bộ hình, cho nên nếu như có được sự giúp đỡ của Quỳ vương thì cô ấy sẽ rất thuận lợi trong việc phá án sau này. Còn về phía Quỳ vương, không phải ngay từ đầu ảnh đã tin tưởng Hoàng Tử Hà đâu, mà chính cái sự quyết tâm của cô ấy trong cái việc tìm ra hung thủ thực sự để sát hại người thân của mình đã giúp cho Quỳ vương cảm thấy tin tưởng Hoàng Tử Hà và quyết định giữ cô ấy lại bên mình. Và hơn nữa, xung quanh Quỳ vương có rất nhiều điều kỳ bí chưa tìm được lời giải đáp, nhưng mà nó lại thuộc hàng những cái bí mật không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Trong khi đó Hoàng Tử Hà có tài phá án, xong rồi lại còn có bí mật cần được che giấu nữa, cho nên cô ấy chính là người phù hợp nhất. Và bây giờ sẽ là Hoàng Tử Hà và Vũ Tuyên. Vì sao Quỳ vương Lý Thư Bạch mới chỉ vừa gặp thôi đã tin tưởng Hoàng Tử Hà rồi? Trong khi đó Vũ Tuyên là người yêu của cô, lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với cô, lại khăng khăng một mực cô là hung thủ. Vũ Tuyên vốn là trẻ mồ côi được cha của Hoàng Tử Hà nhận nuôi. Chính vì vậy đối với Vũ Tuyên, gia đình cô cũng là gia đình mình. Khi Hoàng Tử Hà biết tin mình được hứa hôn với một người mình chưa từng gặp mặt là Vương Uẩn, thì cô ấy có viết một lá thư cho Vũ Tuyên, trong đó có cảm thán về trường hợp một cô gái vì không đồng ý với hôn sự gia đình đã sắp xếp, và cô ấy đã hạ độc cả nhà sau đó tự sát theo. Trùng hợp là như vậy á. Cho nên khi Vũ Tuyên biết cả nhà cha nuôi bị độc sát thì mặc dù rất yêu Hoàng Tử Hà, Vũ Tuyên vẫn không thể tin là cô ấy vô can. Thực ra thì vụ thảm sát nhỏ Hoàng có liên quan mật thiết đến Vũ Tuyên, và liên quan như thế nào? Đọc truyện nha. Và cuối cùng là Hoàng Tử Hà và Vương Uẩn. Vương Uẩn là người được hứa hôn với Hoàng Tử Hà, là người có tư cách được cô yêu nhất, nhưng mà từ đầu đến cuối cô không hề yêu ảnh. Năm cô 14 tuổi, Vương Uẩn lần đầu tiên nhìn thấy một nửa bên mặt của Hoàng Tử Hà. Mặc dù chỉ nhìn thấy một nửa bên mặt thôi, nhưng mà 3 năm sau khi gặp lại cô với thân phận hoạn quan Dương Sùng Cổ, ảnh lập tức nhận ra người này chính là vị hôn phu của mình, Hoàng Tử Hà. Hai người hẹn gặp nhau, xong rồi ảnh hứa là ảnh sẽ bảo vệ cổ, chờ cho đến khi nào cổ phá được án oan của gia đình thì sẽ rước cổ về nhà họ Vương. Tuy nhiên cổ một mực muốn ảnh hủy bỏ hôn ước. Cũng đúng thôi, bởi vì đối với Hoàng Tử Hà lúc này, ưu tiên hàng đầu của cổ là tra án. Cổ không có tâm trạng nào mà yêu đương phản hết trơn á. Cho nên là anh rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Đối với Vương Uẩn, thực sự Hoàng Tử Hà là người anh yêu nhất, nhưng điều quan trọng nhất với ảnh lại là gia tộc. Chính vì vậy ảnh buộc phải chấp hành mệnh lệnh truy sát Quỳ vương Lý Thư Bạch cùng với Hoàng Tử Hà khi hai người trên đường về Thục. Cũng như sau đó anh biết âm mưu phóng hỏa đốt chết Quỳ vương cùng với thân tín của mình, trong đó có cô, thì ảnh cũng mặc kệ không cứu. Sau đó ảnh có một giao ước với Hoàng Tử Hà là nếu cô thành thân với ảnh thì ảnh sẽ tha cho Quỳ vương một con đường sống. Cuối cùng ảnh lại nuốt lời vì sự an nguy của gia tộc. Sau tất cả, Hoàng Tử Hà trước vì Vũ Tuyên, sau về Quỳ vương, cự tuyệt ảnh cũng đáng lắm á. Đây là truyện trinh thám cổ đại có yếu tố ngôn tình. Tình tiết các vụ án được xây dựng với rất nhiều nút thắt kỳ ảo. Và chính vì vậy, mặc dù cái phần nhận tội của hung thủ nó hơi bị đơn giản, toàn kiểu là bị kích động xong rồi nhận thôi, phải như mình là mình không có nhận đâu.
Nhưng mà bù lại cái quá trình mà tìm ra chân tướng sự thật thì nó cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ lôi cuốn. Chính vì vậy bộ này cũng chuẩn bị được chuyển thể thành phim rồi, sắp sửa có phim coi rồi nha. Nói chung mình thích cái bộ này bởi vì cái tính hợp lý của các tuyến nhân vật, cái việc tình cảm nó phát triển, nó mang tính thời gian và kết thúc có hậu. Mình nghĩ cũng phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến dịch giả Tô Hình vì đã dịch bộ này quá mượt, quá xuất sắc. Đó là cảm nhận của mình. Các bạn thì sao? Để lại comment cho mình biết. Và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé.